Sư tử. Trước khi là chúa tể sơn lâm muôn loài thì sư tử rất là đáng yêu trong tử cung của mẹ. Với chu kỳ mang thai của sư tử mẹ tầm 3 tháng và có thể sinh từ 1 đến 5 con. Khi còn trong tử cung, sư tử chưa mọc bờm nếu là sư tử đực, còn sư tử cái thì không có bờm. Năm 1996, sư tử đã trở thành động vật quý hiếm, cần được bảo vệ trên trái đất vì người ta săn bắt sư tử để lấy da. Sư tử được xếp trong họ nhà mèo thuộc nhóm đại miêu. Một gia đình sư tử ở cùng nhau, với bản tính bầy đàn, sư tử khá hung hăng nếu ai đụng đến các con trong gia đình của chúng. Cá mập. Cá mập đẻ trứng và hầu hết được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ cho tới khi sinh nở. Có một số loài còn lại thì trứng còn kết lại thành chùm và gắn chặt với nhau vững chãi và kín đáo. Cá mập phát triển rất nhanh, tập tính săn mồi có sẵn trong mình, các giác quan vô cùng nhạy bén cùng khả năng cảm nhận điện trường. Một con cá mập có thể phát hiện được một giọt máu trong một dung tích hồ bơi chuẩn của Olympic 50x25m. Điều đó đưa cá mập lên hàng vua biển cả bởi khả năng sát thương của mình. Là loài cá sụn chứ không có xương, cá mập có thân hình thủy động học, tha hồ rẽ nước nhưng chỉ có thể bơi thẳng chứ không bơi lùi được. Hàm răng sắc nhọn cho thấy tính hung hăng, nhưng anh không phải hạng lăng nhăng. Tuy là sát thủ đại dương, nhưng cá mập rất chung thủy với bạn đời. Nếu bạn đời ra đi mãi mãi, thì con còn lại sẽ sống một mình. Vì vậy, để duy trì nòi giống, một số sẽ sinh sản vô tính. Với tình trạng này, sẽ làm loài cá mập giảm đa dạng gen, có thể dẫn đến suy giảm số lượng và tuyệt chủng. Ngựa. Ngựa mẹ mang thai khoảng 335 đến 340 ngày, với thời gian khá lâu. Ngựa mẹ sinh con khá vất vả, thường sinh một con, và bé ngựa có khả năng đứng, thậm chí có thể chạy sau một thời gian ngắn sau sinh. 6 tuổi, ngựa con đã phát triển đầy đủ và có sức khỏe tốt hơn. Voi. Voi có chu kỳ mang thai khá lâu, dài nhất trong số các con động vật sống trên mặt đất, 22 tháng. Loài voi thường sinh nở vào mùa xuân. Mang thai lâu nhưng cân nặng của một bé voi khoảng 120kg. Mới sinh ra khá lem luốc nên được voi mẹ chăm sóc kỹ và các con trong bầy cũng rất quan tâm đến em bé. Voi con bú sữa mẹ trong vòng 5 năm và nếu là con đực sẽ rời đàn khi đủ 13 tuổi. Voi lớn lên chậm và có tuổi thọ lên đến 60 hoặc 80 năm. Chó. Là loài vật gần gũi với con người, sau khi sinh, mũi chó sẽ dài hơn, những chiếc răng bắt đầu mọc lên khiến chúng ngứa răng và thích cắn phá đồ vật. Thân hình chắc chắn hơn, đuôi chó thể hiện trạng thái biểu cảm khi chúng phát triển vững vàng. Chó là loài động vật có tình cảm, vì vậy không thể sống một mình được và cần có người bầu bạn. Tính đến nay đã hơn 10 năm, ông Nguyễn Thế Thắng ở khu 12, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, sống chung với mái tóc kỳ lạ. Mái tóc của ông cứ tự nhiên dài ra hàng mét và bện thành hình thù quái dị. Ngay bản thân ông cũng không rõ nguyên nhân do đâu, chỉ nhớ sau một trận ốm mà bị như thế. Trong ngôi nhà ẩm thấp vừa kê đủ một chiếc giường, ông Thắng kể lại cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian phát bệnh. Một cơn ác mộng mà cho đến tận bây giờ, ông không thể nào quên được. Bởi chỉ sau 6 tháng ốm li bì, không ăn, không uống, thức dậy thì mái tóc ông đã biến đổi khác lạ. Ông Thắng nhớ lại, hôm đó đi ra phố thì vừa đi được nửa đoạn đường, người cảm thấy lạnh toát hết cả lên. Tôi tự nhiên không thở được, tim thì đập rất mạnh, cảm tưởng như sắp vỡ ra vậy. Về nhà nằm quật ra ốm luôn, tôi ốm ròng rã 6 tháng trời, lạ là chỉ thích ngủ và giống như người phụ nữ ốm ngán vậy. Trạng thái cơ thể lúc đó rơi vào vô thức, khi tỉnh dậy thì thấy nặng đầu, sờ lên tóc đã dài đến ngang vai, nó xoắn tết và bện chặt lại với nhau, không tài nào gỡ ra được. Ông gọi là ốm nhưng không phải là ốm, mà trạng thái lúc đó cơ thể chìm sâu vào vô thức, không còn một ý niệm nào về sự sống và môi trường xung quanh. Thời gian đó, ông Thắng lúc mê lúc tỉnh, sống nằm đó như người đã chết, ngay bản thân ông không tin là có ma quỷ hay là người âm hành. Ông Thắng hãi hùng kể,
Trước khi bị mái tóc dài như thế, tôi nhiều lần cảm tưởng có ai bắt mình phải đi, đi khắp nơi cũng chả biết đi vì lý do gì và đi tới đâu. Có lúc hễ thấy xe đạp là nhảy lên, xuống chỗ nào và nghỉ chỗ nào là có ai đó đã dẫn đường và định hướng trước cho mình rồi. Kể cả lúc đi bộ cũng vậy, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường để về nhà. Khi tỉnh, mọi người nói lại mới giật mình, nghĩ tới việc ma quỷ dẫn dắt mình đi. Ngay cả bây giờ khi đã quen với sự xuất hiện của mái tóc trên đầu mình, cuộc sống gần như trở lại bình thường, nhưng lắm lúc ông vẫn hay thường xuyên chìm vào trạng thái vô thức. Từ trước đến nay, trong vùng chưa một ai có mái tóc kỳ lạ như ông Thắng. Càng ngày mái tóc lại dài ra thêm, từng sợi bện tết chặt lại với nhau tạo nên hình thù quái dị. Đã nhiều lần ông Thắng cố gắng sâu chuỗi và nhớ lại khoảng thời gian mái tóc trở nên như vậy, nhưng không tài nào nhớ lại tường tận được. Ông cho rằng nó xảy ra rất nhanh, trong khi đó cơ thể mình không tài nào biết được. Ông Thắng nói trong sợ hãi, cứ dài đến đâu là nó lại xoắn lại đến đó mà dài rất nhanh, cảm tưởng lúc nào cũng bện chặt và siết chặt chân tóc lại với nhau. Ngỡ tưởng đó chỉ là hiện tượng bình thường và sẽ gỡ được mái tóc trở lại bình thường, nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân. Ông đã thử mọi cách để gỡ mái tóc nhưng vẫn không tài nào tháo được các mối tóc bện chặt. Liên tục sống trong sự sợ hãi và lo lắng, nhiều đêm ông Thắng mất ngủ trằn trọc. Ông Thắng cho hay, mình cũng nghĩ sao chất sừng của tóc lại mọc nhanh thế mà nó lại không dẫn điện, dẫn nhiệt. Tóc trên đầu cứ thế càng dài thêm và xoắn lại với nhau như ai đó bện tóc mình lại. Cố gắng gội để khỏi có mùi hôi nhưng cũng chỉ gội được bên ngoài, còn bên trong không tài nào thấm nước vào được. Thời gian đầu khi chưa quen với bộ dạng của mái tóc, ông Thắng cảm thấy hết sức khó khăn, sau dần mới bắt nhịp để quen được. Đến bây giờ gương tôi không dám soi, cũng không dám dùng lược để chải tóc. Lâu ngày có cảm tưởng mái tóc không thuộc về mình, không có một chút liên hệ vật chất nào trong cơ thể của mình. Có cảm giác mái tóc không phải trong đầu mình mọc ra, mà nó xuất hiện từ đâu đó mà không rõ nguyên nhân, chỉ thấy đầu càng ngày càng nặng thêm. Không dám soi gương, một phần cũng vì lý do để bản thân ông tự quên đi bộ dạng mái tóc của mình, và một phần cũng vì ông không phải đối mặt với sự thật đang hiện hữu trên cơ thể mình. Đặc biệt là để tránh đi những ám ảnh trong đầu mình về một mái tóc kỳ lạ. Đến nỗi khuôn mặt mình già hay trẻ cũng không hề hay biết, mình gần như bị phụ thuộc vào mái tóc. Từ ngày như thế, cuộc sống gần như bị đảo lộn, từ đi lại, ăn uống cho đến sinh hoạt hàng ngày, mình không làm chủ được bản thân, ông tâm sự. Kể từ ngày bị lận thẩn, lúc tỉnh lúc mê, cũng là lúc ông Thắng ra ở riêng, sống tách biệt với người vợ và ba đứa con. Những lúc ốm đau hay khỏe mạnh, ông cũng chỉ có một thân một mình. Chi tiêu hàng tháng của ông Thắng cũng chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng. Ngay đến cả số tiền này, ông cũng không biết là có từ đâu, chỉ biết hàng tháng có người cầm đến đưa cho mình. Một tháng, ông không dám ăn quá 13 cân gạo. Bữa nào có thịt cá là quá sang trọng và hiếm hoi với ông. Ông tâm sự, bữa ăn chỉ có cơm, rau và tí súp bột canh ăn qua bữa. 2-3 ngày tôi mới đi chợ một lần. Theo mức chi tiêu ở đây, 500.000 cũng chỉ đủ sống được 2 tuần rưỡi thôi. Tháng nào cũng nhịn ăn là chuyện bình thường. Tăng tiện cũng không đủ, cũng giống như một cái chăn hẹp. Đắp đằng đầu thì nó hở đằng chân, đắp đằng chân thì nó hở đằng đầu. Những lần hết tiền hay hết gạo, ông Thắng cũng đành nhịn ăn, uống nước sống qua ngày. Đến nỗi ông nhịn ăn nhịn uống thành thói quen, lúc nào cơ thể đòi hỏi thì mới ăn uống. Cuộc sống của ông Thắng gần như bị khép kín với 4 bức tường, không dám giao tiếp với mọi người xung quanh. Ông nói trong ánh mắt buồn, từ khi bị như thế này, tôi gần như khép kín với bên ngoài, ít giao tiếp với mọi người. Cuộc sống bơ vơ một mình, buồn vui cũng chỉ một mình. Ngay cả khi mình bị đau ốm, cũng chưa có một ai đến hỏi thăm hay động viên. Cô Nguyễn Thị Lan, nhà cạnh ông Thắng cho biết thêm, ông ấy ở mình phải 10 mấy 20 năm rồi. Từ khi ông bị như vậy là ông ra ở riêng. Trước ông ở ngôi nhà tạm ẩm thấp, ngập lụt liên tục, sau hàng xóm láng giềng mới sửa sang lại cho. Thi thoảng quanh đây người cho cơm gạo, người cho tí thức ăn. Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi về mái tóc kỳ lạ của mình, ông Thắng luôn quả quyết rằng có một thế lực bí ẩn nào đó đã và đang khiến tóc mình trở nên kỳ lạ.